Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp nên nông dân Bà Rịa Vũng Tàu chặt bỏ cà phê để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị cao hơn. Hiện toàn tỉnh chỉ còn gần 2.400 hecta cà phê, giảm gần 50% so với cách đây 5 năm, với sản lượng đạt trên 6.000 tấn một năm. Để phát triển và nâng cao chất lượng cà phê, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt quyết định 186 triển khai đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị gia tăng, góp phần phát triển bền vững ngành hàng cà phê trên địa bàn tỉnh. Giống cà phê địa phương không cho năng suất cao, ông Trần Văn Đức ở xã Lăng Lớn chuyển sang trồng giống cà phê Xanh Lùng trên diện tích 1,5 hecta. Ưu điểm lớn nhất của loại giống cà phê này là cho năng suất vượt trội, cao gần 2 lần so với các giống khác. Để cây phát triển bền vững, ổn định năng suất, nông dân buộc phải bón phân hữu cơ. Nói chung thì qua thời gian mình tìm hiểu thì cái giống này nó đạt hơn cái giống thường. Đó, cỡ ví dụ thay vì cái giống thường 1 hecta là 3 tấn, thằng này có thể từ 4 tấn đến 4 tấn rưỡi trong 1 hecta. Như cái giống này 1 hecta có thể là lợi nhuận 100 triệu, cái giống cũ thì không có bằng. Ông Đức chỉ là một trong số ít nông dân Bà Rịa Vũng Tàu còn bám trụ với cây cà phê. Những năm gần đây, do năng suất thấp, giá cả bấp bênh, nhiều nông dân chặt bỏ cà phê để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như sầu riêng, bưởi da xanh, nhãn, bơ. Minh chứng là theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, so với năm 2018, cách đây 5 năm, thì diện tích cà phê của tỉnh đã giảm gần 50%. Hiện chỉ còn gần 2.400 hecta, chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc và Châu Đức. Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập cho nông dân, cũng là nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững ngành hàng cà phê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định số 186 triển khai đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu trồng tái canh 108 hecta cà phê với năng suất đạt bình quân 3-3,5 tấn nhân hecta, thu nhập trên một đơn vị diện tích cà phê sau khi trồng tái canh tăng 1,5 lần so với trước khi tái canh. Thì huyện Châu Đức có khoảng hơn 70 hecta nằm trong cái đề án này. Thì để thực hiện cái đề án này thì huyện phòng nông nghiệp cũng sẽ tham mưu huyện để kế hoạch triển khai. Nhưng mà trọng tâm là về cải tạo những cái giống cà phê già cỗi, mình tập trung vào cái giống nào mà năng suất cao để tạo được cái tăng cái năng suất. Và bên cạnh đó thì hướng tới thì chúng ta sẽ tăng thêm cái giá trị cây cà phê, thì chúng ta hình thành các cơ sở chế biến, thì hướng sắp tới là sẽ liên kết bà con lại, thì chúng tôi sẽ xây dựng các thương hiệu và tiến tới là sản phẩm OCOP nữa. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay tái canh cà phê đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, hướng dẫn vận động người dân tái canh cà phê theo hướng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, sử dụng các giống cà phê mới thích hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời củng cố các hợp tác xã hoặc thành lập hợp tác xã đủ năng lực tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê, khuyến khích thúc đẩy gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ cà phê theo chuỗi liên kết.